gửi hai mẫu đèn mới nhất của công ty bên mình. Hai mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Singer xoay 360 độ Pro. Hai mẫu đèn này phù hợp để mọi người trang trí cho những quán bar, phòng bay, những phòng karaoke hoặc là những cái sân khấu ca nhạc đi show lưu động cũng rất là đẹp. Mình sẽ cho mọi người xem cái luồng tia của đèn. Đèn sử dụng rất là tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông. Thì mẫu đèn này đang có chế độ cảm ứng theo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX chuyên nghiệp. Luồng tia của nó có thể đi xa hơn 15 đến 20 mét. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boy L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.